đây là cây Yamaha U30BL. Cái này được sản xuất vào những năm 1988. Với số seri là đầu 4,4 triệu. Thì cái đàn này có chất âm thanh cực kỳ là chắc, sang trọng. Đó, nức sơn thì nguyên bản 100%. Đàn thì đẹp, không có vết xước nào. Ta có thể xem qua một chút bên trong cái máy để lấy được nguyên bản của nó. Đây là phần tên model này, U30BL này. Đây là số seri này, là cái xem cái số này nó sẽ đối chiếu được trên mạng, trên những cái thông số của nhà sản xuất thì biết được là cái này sản xuất năm bao nhiêu. Đây là phần búa máy. Phần búa rất là sáng. Phần dây này, dây đồng rất là đều. Chốt đen. Những cái phần máy này nó không có phần ẩm mốc gì, chứng tỏ cái đàn được bảo quản rất tốt. Âm thanh nó khi mà mình mở nắp ra thì nghe nó còn thích hơn nữa. Sơ qua về cái cây đàn Yamaha U30BL với phân khúc ở tầm 70 triệu. Thì quý vị và các bạn đã sở hữu một cái đàn cao cấp của Yamaha với hình thức body sang trọng, âm thanh thì rất là chắc và sáng. Độ bền thì rất cao bởi vì cái này sản xuất rất là gần đây, khoảng năm 1986 đến 1988. Là những cây đàn có chất lượng rất tốt của Yamaha. Cây này mà với cái mức mà sản xuất mới thì nó tầm cỡ khoảng 300 triệu. Bây giờ mình mua là đã qua sử dụng của Nhật thì nó chỉ còn có bằng khoảng 1/3 giá trị ngày xưa thôi. Đàn này có nguyên cả sổ sách từ lúc xuất xưởng nhé. Sổ sách có in số seri và những lần kiểm tra định kỳ của hãng. Cho nên là quý vị và các bạn có thể yên tâm là cái đàn này là cái đàn nhập khẩu bởi công ty nhạc cụ Hoàng Phát. Và quý vị có nhu cầu thì liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại là 0981668368, tại các cơ sở Hà Nội là 149 Phố Hào Nam hoặc 32 Đào Duy Từ, thành phố Ninh Bình.